kính chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến với kênh YouTube của Mac Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một nội dung hoàn toàn mới, đó chính là quy trình ép cọc. Bởi vì hôm nay thì chúng tôi đây, quý vị có thể thấy ạ, đằng sau chúng tôi đây thì đang là trong cái quá trình mà ép cọc của một cái ngôi nhà ở biệt thự lâu đài cho công trình của nhà chú Lê Duy Đông. Và cạnh tôi hôm nay thì đó chính là anh Mai Xuân Hòa bên bộ phận kỹ thuật. Chào anh ạ. Chào em. Vâng. Em hỏi qua một chút ạ, không biết là anh sẽ chịu trách nhiệm gì ở trong công trình này vậy ạ? Với công trình Mac Home mình làm trọn gói đây thì anh là chỉ huy trưởng, trực tiếp giám sát công trình này của chủ đầu tư là Lê Duy Đông. Dạ vâng ạ. Chúng ta hãy cùng đi tiến sâu một chút nhé. Thì em có một số câu hỏi muốn hỏi anh ạ. Thì có rất là nhiều khán giả thắc mắc là cái quy trình chúng ta ép cọc của một ngôi nhà nó sẽ như thế nào ạ? Quy trình ép cọc của mình thì qua 3 bước em ạ. Dạ. Bước thứ nhất mình là triển khai san lấp mặt bằng. Bước thứ hai là mình dùng máy chắc đạc định vị tiêm trục, tiêm cọc. Và cái ngôi nhà mình đang đứng đây là có tổng số là 56 tiêm trục cọc. Đấy. Còn bước thứ ba là mình bước thứ ba là dùng cọc. Cọc đây là mình dùng cọc mình ép xuống. Tải trọng chịu sức ép của cọc là từ 30 tấn trở lên. Tùy theo từ theo tầng nhà. Đấy. Thế vậy thì nếu như mà đối với cái công trình của nhà ông Lê Duy Đông như thế này ạ, thì cái lực ép cọc thì nó khoảng bao nhiêu anh? Lực ép cọc của nhà ông Lê Duy Đông thì thiết kế tiêu chuẩn của bọn anh là đưa ra là từ 34 tấn đến 50 tấn. Mà anh đang dự kiến là ép tầm khoảng 40 đến 45 tấn là đạt yêu cầu. Đủ để sức chịu tải cho ngôi nhà 3 tầng vững chắc em. Thế vậy bây giờ đang trong quá trình làm cái gì anh? Đây là đang quá trình này ép thử cọc. Ép thử cọc để bọn anh đưa ra định mức để ép cọc đại trà. Có nghĩa là trước khi mà ép cọc là phải ép thử cọc trước. Cọc trước. Để mình mới đưa ra quyết định là cái độ lún của cái cọc đối với căn nhà Bắc Đông đây là sâu bao nhiêu là phù hợp. Em có nghe thấy cái thông tin là tùy từng cái vị trí khác nhau thì sẽ có cái độ ép cọc khác nhau. Có những cái chỗ mà nó sâu khoảng tầm 10 mét chẳng hạn, nhưng mà có chỗ tận 20 mét đúng không anh? Đúng rồi. Đấy là sau khi mà thiết kế một ngôi nhà xong và các kỹ sư thiết kế sẽ tính toán về kết cấu, tính toán về lực để đè tải trọng với lên từng ngôi nhà là đưa ra cái lực bao nhiêu là phù hợp. Trước khi để làm được điều đấy thì người ta có khoan địa chất khảo sát từng khu vực một để đưa ra cái kết quả để lực ép của tải trọng cọc bao nhiêu là phù hợp. Thế ạ. Bây giờ thì đang ép thử cọc thôi. Hôm nay thì em thấy là cái ngày buổi lễ khởi công động thổ ấy, mà em thấy là gia đình ở đây thì mình đã cho hết tất cả thiết bị máy móc về đây rồi, làm luôn rồi. Có nghĩa là động thổ xong một cái là làm luôn. Rồi. Thế vậy dự kiến ở công trình này thì bao giờ sẽ đi vào chính thức? Cọc thì là bọn anh có dự kiến là cọc ép tầm 3 ngày. 3 ngày là xong là chuyển vào là làm thiếp đài móng. Thì là bọn anh đã cố gắng từ giờ đến Tết là sau tầm 2 tháng là sẽ kết thúc phần thô của căn nhà này. Thế là Mac Home bọn anh là chỉ cho phép là căn nhà này thì thi công trong vòng 6 tháng là phải kết thúc hết xong. 6 tháng là phải xong hết toàn bộ. Xong hết toàn bộ. Từ đầu đến cuối luôn. Từ đầu đến cuối luôn. Mà cái công trình đây, em thấy là cái công trình mà lâu đài biệt thự tân cổ như thế này nó khá là nhiều chi tiết đấy, anh nghĩ là 6 tháng có xong được không? Anh thì là anh sẽ trong thi công thì anh sẽ kết hợp xong thi công đồng bộ. Tức là sau khi phần thô xong là anh sẽ gọi một đội riêng bọn anh thi công là đội cốt thiếp là riêng, đội cốt pha riêng, đội xây tô riêng và đội phù đắp phù điêu cũng riêng luôn. Thế có nghĩa rằng là cứ xong một hạng mục là sẽ đội một đội khác đúng rồi, là làm song song luôn xong đúng không ạ? Đúng rồi. Người ta hay gọi là cái kiểu được. Như kiểu là xây cuốn chiếu đấy ạ. Đúng rồi, cuốn chiếu. Đúng rồi. Thế vậy thì trong cái quá trình mà ép cọc ngày hôm nay nhá thì có cái vấn đề gì cần phải lưu ý không? Trong cái quy trình ép cọc lần này thì có cái lưu ý là mình phải bất kỳ một ngôi nhà nào mình phải là khoan địa chất chắc đạc trước, xong đưa thiết kế lên phương án để đưa số lượng cọc bao nhiêu là phù hợp. Và ép lúc ép thì mình phải ép thử cọc để đưa ra cái tải trọng cần thiết nhất cho một ngôi nhà, xong đấy mới đưa ra phương án là ép đại trà đấy. Thế ạ. Thế vậy thì đây trong cái quá trình như này thì nó sẽ trong khoảng bao nhiêu lâu ạ? Quá trình ép thử cọc thì trong vòng của anh thì ép thử cọc thì trong vòng là tầm 3 tiếng. 3 tiếng là kết thúc luôn, là đã đưa ra phương án ép được cọc đại trà luôn. Dạ. Sau khi ép xong thì ngày mai sẽ bắt đầu làm luôn ạ? Ngày mai là bắt đầu bọn anh có kế hoạch ép đại trà luôn. Mai sẽ ép đại trà luôn. Rồi, ép đại trà luôn. Nói chung là khá là nhanh anh nhỉ? Đúng rồi. Thì là với tiến độ này thì là cho phép ép cọc trong vòng thì 3 đến 5 ngày là phải xong. Để anh em còn làm các hạng mục khác.
Thế anh là sẽ chịu trách nhiệm là chính công trình này. Đúng rồi, anh là chịu từ cái khâu mà bắt đầu làm móng này. Đúng rồi, đến khi xây dựng hoàn thiện xong căn nhà. Là anh chịu trách nhiệm chính. Là anh chịu trách nhiệm chính. Thế vậy thì anh vào nghề là khoảng bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ? Anh là với anh thì là gốc của anh là bên ngành xây thủy điện. À. Nhưng mà sau một thời gian anh chuyển sang ngành xây dựng, kinh nghiệm thi công của anh từ 13 đến 15 năm rồi. Chuyên về mảng xây dựng dân dụng. Thế anh hợp tác với Macomb đã lâu chưa anh? Anh hợp tác với Macomb giờ là cũng phải tầm khoảng 5 năm đến 7 năm rồi. 5 đến 7 năm rồi. 7 năm. Ôi cũng khá là lâu chứ ạ. À. Mà em thấy là Macomb ấy khi mà tuyển chọn đầu vào ấy khá là khắt khe. Đúng rồi. Mà anh làm việc của Macomb tận là 5 đến 7 năm rồi. Riêng về Macomb thì anh lại có một cái lưu ý nhỏ nhỏ. Dạ. Là riêng Macomb của anh là ưu tiên kết cấu của một ngôi nhà là hàng đầu. Một ngôi nhà để bền vững được là phải kết cấu là hàng đầu, thì sau mới đến các hạng mục khác. Chứ còn một ngôi nhà mà kết cấu mà không đảm bảo thì dù có đẹp bao nhiêu chăng nữa cũng không có ý nghĩa. Chủ yếu là bình thường ấy, khi mà khách hàng người ta xây một ngôi nhà ấy, bao giờ cũng muốn là ở trong một căn nhà đó nó phải bền này, chắc và an toàn, đúng không? Đúng rồi. An toàn trên tiêu chí là hàng đầu. Chưa ở, nếu mà ở khoảng tầm một vài năm sau sẽ tình trạng sụt lún như thế, nó lại rất là mất uy tín, đúng không anh? Đúng rồi, đúng rồi. Thì tất cả mọi sự bảo hành của ngôi nhà là sợ nhất là bảo hành kết cấu. Dạ. Vì kết cấu của ngôi nhà là cái mà các đội thợ là rất khó để bảo hành được kết cấu. Thế nói về kết cấu đi, thì Macomb ta sẽ bảo hành khoảng tầm bao nhiêu lâu anh? Riêng về kết cấu là Macomb có thể bảo hành tối đa cho 10 năm. 10 năm? 10 năm. Vâng. Em thấy là chưa có một đơn vị nào mà phải tự tin nói là bảo hành cho khách hàng trong 10 năm cả. Chỉ có Macomb đó làm thôi, đúng không ạ? Thì là vì sao lại 10 năm? Vì trong khi là bọn anh đưa ra phương án từ thiết kế kỹ thuật là bọn anh đã có khảo sát thăm dò địa chất, và từ đấy là các kỹ sư đã tính toán kết cấu chạy phần mềm kết cấu ứng lực với cái tải trọng ngôi nhà như thế nào phù hợp. Sau đấy là bọn anh sẽ đưa ra phương án thiết kế thép như thế nào là hợp lý cho một ngôi nhà, nên là ngôi nhà sau khi hoàn thiện là rất đảm bảo về kết cấu. Vậy thì bây giờ mình sẽ đi lại lui thì thêm một chút nhá. Rồi. Em hơi thắc mắc rằng là cái khung kia ở kia làm cái gì vậy anh? Cái khung này là mình đang định vị các cái tim vâng. cốt của cái cọc thử để mình dùng lực ép cọc thử xuống để đưa ra là quyết định là cọc thử của ngôi nhà này là bao nhiêu mét là phù hợp. Thế còn cái này à? Cái này là cọc để mình ép thử em. Đây là cọc thử đúng không ạ? Vâng, đây em là cọc thử. Đoán sơ qua. Ôi, khá là dài nhỉ? Vâng, đúng rồi. Và cọc thử là này sâu là dài 6 mét em. 6 mét. Nếu trong cái trường hợp mà ép cái cọc thử này vẫn xuống nữa thì sao anh? Nếu mà trường hợp ép cọc thử này mà xuống nữa thì mình lại có phương án thiết kế là sẽ ép lại nối thêm cọc, ép tiếp lúc nào đạt đến cái điện chất cứng thì thôi. Có nghĩa không thể ép được nữa. Đúng, không thể ép được nữa. Đấy là mới biết là cái độ sâu. Đúng rồi. Vì là anh lại có cái lưu ý nhỏ là nếu mà ép cọc thì nó có hai tác dụng. Một là nếu mình ép đúng tải trọng lực mà đến lúc nó không xuống được thì thôi, là cái lực là lực chối lực, thì lúc đấy là ngôi nhà sẽ đảm bảo. Và ép nhiều nhà mà tiết kiệm về chi phí cọc mà ép lưng chừng thì đấy là một cái lại rất nguy hiểm hơn. Đấy là tạo lực cho ngôi nhà mình lại lún tiếp. Là nguy hiểm hơn nhiều. Vậy cho nên là trong cái quá trình ép cọc là một cái phần mà rất là quan trọng. Đúng rồi, rất quan trọng. Vì là đối với một ngôi nhà là nền móng là quan trọng nhất. Và đặc biệt thì em nghĩ rằng cái thợ để mà ép cọc thì cũng phải là tay. Đúng rồi, là phải thợ, thứ nhất là phải được đào tạo chuyên môn cao. Thứ hai là phải có kinh nghiệm lâu năm về nghề ép cọc. Kinh nghiệm chuyên ép cọc thôi. Chuyên ép cọc thôi. Hình như ở Macomb của chúng ta ấy là sẽ có một đội ngũ riêng cho từng phần, đúng không? Đúng ép cọc là riêng này. Đúng rồi, riêng. Rồi là làm sắt. Sắt bộ phần kết cấu riêng, cốt pha riêng. Cốt pha riêng. Và gọi như là xây tô riêng, phù điêu cũng riêng luôn. Hoàn thiện ngoài cũng riêng luôn. Vậy thì bảo sao mà đấy chính là một phần lý do mà khiến công trình Macomb xây khá là nhanh và vẫn đảm bảo về kết cấu chất lượng, đúng không ạ? Chúng ta hãy cùng vào kia một chút nhé. Anh Hòa này, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng giao nhau ra ngoài kia này để xem cái quá trình mà thợ ép thử cọc ấy. Vậy thì bây giờ em muốn là tìm hiểu thêm một chút về cái kết cấu của cái công trình của nhà Bắc Đông thế này. Anh có thể nói qua một chút được không ạ? Thì là trên tay tôi cầm là một cuốn bản vẽ hoàn chỉnh thiết kế chi tiết của Macomb. Dạ. Thì là Macomb là một đơn vị cũng hàng đầu thiết kế trọn gói về của Việt Nam, nên là cũng được rất nhiều nhà đầu tư
kiên tường. Thì là phần đầu của thiết kế bản vẽ là phối cảnh 3D của tổng thể ngôi nhà. 3D tất cả các chiều của một ngôi nhà, các góc cạnh. Có thể thấy là nhìn ở ngôi nhà này nhìn góc nào cũng đẹp đúng không ạ? Đúng rồi. Đây là một cảnh ban đêm, lâu đài về đêm. Lâu đài. Nhìn rất là sắc nét. À, em thấy đây có thêm một cái phần nữa đây, cái gì đấy ạ? Trong không gian của nhà Bắc Đông đây thì là sau một lâu đài bên kia là có một cái không gian nhà thờ. Dạ. Mà bác cũng định là sang năm là bác cũng định xây dựng luôn à. Một khu vực nhà thờ này. Dạ. để thờ tự các cái đấng sức thành của ông cha để lại. Vâng. À. Còn đây là tiểu cảnh sân vườn. Tiểu cảnh sân vườn của ngôi nhà là cũng được bên Mark Home bố trí là cũng rất hợp lý. Đây là không gian toàn bộ chung của ngôi nhà. Em thấy là bên này có hồ cá koi gì cả. Đúng rồi, bên đây là một hồ cá koi. Còn đây là khu thờ tự của gia đình. Từ đường. Còn bên này là lâu đài. Dạ. Còn sang bên này là bộ hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công. Dạ. Là bao gồm thiết kế chi tiết như là các cái không gian trong phòng ngủ, rồi phòng ăn, phòng vệ sinh. Dạ. Chúng ta sẽ nói về chi tiết đây. Để anh nói chi tiết về bên kết cấu. Dạ vâng. Đây là mặt bằng định vị của tất cả các cái cọc. Đây gồm có 56 hệ tim cọc để mình ép cọc xuống nhà. Vâng. Đây là thiết kế chi tiết của cọc. Cọc nhà này thì là lực ép nhỏ nhất là từ 34 tấn đến 50 tấn. Còn đây là mặt bằng móng. Dạ. Mặt bằng móng nhà này thì là mình dùng móng băng hệ trục. Dạ. là dầm 70-30. Dạ. Đây là định vị của về cọc. Còn riêng Bắc Hôm lại có một cái này là nên lưu ý là tất cả các cái sàn nền của cốt 00. Sàn nền cốt 00 là Bắc Hôm là đổ bê tông 10 phân và cốt thép. À. Đa số với dân dụng bình thường mình sàn nền là không ưu tiên về cốt thép, chỉ mình bê tông không. Là nó sẽ có cái hệ lụy về sau là nếu bê tông không mà sàn nền mình đầm lu lèn và không chắc chắn là tao sẽ lún và nứt gạch. Nhưng mà riêng Bắc Hôm thì đã thiết kế là sàn nền cốt 00 là đã có hệ thép, hệ khung thép nên là rất chắc chắn, yên tâm. À. Thế Bắc Hôm chúng ta sẽ ưu tiên về phần kết cấu nhiều đúng hơn. Đúng rồi, ưu tiên kết cấu nhiều hơn. Dạ. Đấy, còn đây là toàn bộ là thiết kế về hệ kết cấu về cọc và móng. Mặt cắt, mặt cắt. Đây là tất cả các mặt cắt. Em thấy là trên này thể hiện này, từ mỗi cái hệ thống cọc này. Đúng rồi. Có sẵn sàng cái thông số rất là chi tiết. Đúng rồi, thông số chi tiết. Có thấy là trong cái bộ hồ sơ thiết kế của Mark Home ấy được các kiến trúc sư này thiết kế rất là chi tiết và kỹ càng đúng không? Ừ. Thì thường thường em nghĩ là chắc là cái thợ thủ công ấy, bình thường khi mà đọc bản vẽ là đều nhìn vào cái thiết kế của Mark Home rất là dễ hiểu. Đúng rồi, thiết kế dễ hiểu. Và Mark Home là ưu tiên giám sát về thi công là những người có trình độ và những người đã được đào tạo thực vụ. Dạ. Để chỉ bảo cho anh em thợ làm. Dạ. Đây sẽ là bản thiết kế cốt thép này. Cốt thép. Đây là cốt thép của tất cả các sàn từ tầng 1 mà lên đến tầng tum. Dạ. Đấy, rất chi tiết, tóm lại là rất chi tiết. Vâng. Em nhìn thấy rất là nhiều số. Đúng rồi, rất số. Mà nếu như mà bản thân một người mà không chuyên đi. Đúng rồi. Ví dụ như là thợ mà tự phát đi, thợ như kiểu là chỉ xây dựng nhà mà kinh nghiệm không biết đọc bản vẽ thì chắc là nhìn vào đây thì chắc là hoa mắt không biết làm được, đúng không ạ? Mà riêng với Bắc Hôm thì là thiết kế cọc là nối thép là bao giờ cũng nối so le. À. Là rất đảm bảo cho ngôi nhà của mình. Nhưng tại vì sao phải nối so le? Nối so le là để cho lúc mà cái lực ép xuống của ngôi nhà là nó cắt là nó không bị cắt tại một cái chi tiết của đầu cọc. Dạ. Mà cái chỗ này là cái điểm là yếu nhất của ngôi nhà. Mình phải nối so le là để cho thép nó cao lên. Vâng. Đấy. Đây là ngôi nhà thiết kế rất chi tiết. Vâng. Đấy, còn tầng tum của ngôi nhà này là mình dùng toàn cũng hệ kết cấu toàn bê tông cốt thép hết.
toàn là vách ấy, máy vòm bên trên. Đúng rồi, là cũng thường là... dùng bê tông cốt thép hết. Sau đó thì bê tông, sau đó dán ngói phía bên ngoài. Vâng, dán ngói bên ngoài. Ô, vậy khá đảm bảo chứ anh? Đảm bảo, đúng rồi. Đấy, mọi người xem rất chi tiết. Có nghĩa là trong cái bộ hồ sơ này của Mark Home này sẽ có bao gồm đầy đủ hết tất cả này, từ cái phần 3D này 3D, cho rồi. Đến là cái phần kết cấu này, kết cấu bên trong xong này, xong hồ sơ thiết kế chi tiết này, mặt cũng như là mặt bằng công năng này, công năng rồi, hồ sơ điện ngoài nước, ra còn điện nước trong này luôn, rồi điện nước trong này luôn, điện nước này trong này đây. Nói chung là có tất cả đầy đủ. Và em thấy là ở trong này có những cái phần như là thống kê ấy. Okay. Ví dụ thống kê cốt thép ở từng phần, đúng rồi, này thống kê. Đấy, xong nên, rồi nói chung nên là làm thì không có thống kê chi hết. Chi tiết luôn, chi tiết luôn. Điện nước đều có thống điện kê nước, ở đây. Thống kê tất cả luôn. Đấy, xong rồi còn vật liệu, sử dụng vật liệu. À đây. Nhưng Mark Home lại có một cái hay này là sử dụng vật liệu. Đây. Theo chủ nhà yêu cầu. Dạ. Đấy, là mình riêng vật liệu là mình đưa ngay từ đầu luôn cho chủ nhà lựa chọn. Đấy. Chứ còn không, cũng không mập mờ về vật liệu. À, vậy có nghĩa rằng là cái giá thành của một ngôi nhà ấy thì sẽ đều là do chủ nhà quyết định hết, đúng không ạ? Chúng ta lựa chọn những cái vật liệu hàng cao cấp thì giá khác. Đúng rồi. Còn lựa chọn vật liệu hàng tầm trung thì giá khác. Đúng rồi, đúng rồi. Có rất là nhiều loại vật liệu. Đấy, đây đúng không ạ? Rất nhiều vật liệu. Dạ. Chủ nhà được biết trước vật liệu khi mình đưa vào công trình của mình. Dạ vâng. Vậy sau khi mà ở trong quá trình xây dựng ạ, đưa hết tất cả những vật tư vật liệu vào công trình thì chủ nhà có trực tiếp giám sát không anh? Trong cái quá trình mà xây dựng ấy ạ, đưa cái vật tư vật liệu vào công trình, đúng rồi, thì chủ nhà có được trực tiếp giám sát không? Chủ nhà là người kiểm định để đưa vật tư vật liệu vào. À. Đúng chủng loại thì chủ nhà mới cho vào. À, còn nếu không đúng là phải quay đầu luôn. Đã quay đầu luôn. À, vâng. Vâng. Vậy thì xin cảm ơn anh Hòa về buổi chia sẻ ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh vì đã cho Ngọc Huyền những tất cả mình theo dõi biết này, là cái quy trình để ép cọc như thế nào này, cũng như là trong cái bản hồ sơ của Mark Home như này chi tiết đến đâu. Vâng. Chúc anh có thể được sức khỏe và hy vọng rằng anh sẽ nhận thêm được nhiều công trình lớn như thế này nữa. Cảm ơn em. Quý vị thân mến ạ, và câu chuyện của tôi và anh Hòa và chính thức là chương trình ngày hôm nay. Và nếu như quý vị nào mà đang có nhu cầu thiết kế và thi công chật gói ạ, vui lòng liên hệ số hotline của chúng tôi để nhận tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp quý vị trong số tiếp theo.